Cà khịa hổ chúa. Sóc nâu, sóc nâu ơi. Quái lạ, sao ngày nào nó cũng biến đi đâu? Từ sáng đến tối mới về là sao? Hư quá đi mất. La 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 la. Nhìn cậu ấy kìa, cái đuôi đẹp quá. Ai cho các cậu ngắm rộm mình thế? Các cậu thấy thế nào? Cái đuôi của mình đó, có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Cái đuôi của cậu trông cứ như bông ấy. Cậu ăn gì mà có cái đuôi đẹp thế? Ước gì mình cũng có cái đuôi đẹp như cậu. Cậu cười gì thế? Nhìn cái đuôi của cậu kìa, trông như cái que gắn vào ấy. Buồn cười quá. Cái đuôi của mình là đẹp tự nhiên. Các cậu có ăn gì đi chăng nữa, đuôi cũng chẳng bao giờ đẹp như mình được đâu. Thưa con, sao mà cái cổ cậu lại dài thế? Mất cân đối quá. Còn cái đuôi của cậu, thỏ ơi, sao mà nó ngắn cũng thế kia? Trong khu rừng này, mình là đứa trẻ xinh đẹp và tuyệt vời nhất. Mình không chơi cùng các cậu đâu. Mình sẽ đi khắp khu rừng để cho mọi người chiêm ngưỡng cái đuôi của mình. Mình đi nha. Chào anh gấu, anh có thấy cái đuôi của tôi có tuyệt vời không? Cái tác của gấu này mới là tuyệt vời. Chú mày có muốn thử không? Ôi, không không. Nếu bị gấu tác thì chắc là đau lắm. Mọi người đi đâu hết rồi? Chẳng thấy ai để khoe cái đuôi tuyệt vời của mình cả. Chào anh hổ, anh có thấy cái đuôi của tôi tuyệt vời không? Móng vuốt của loài chúa sơn lâm chúng ta mới là tuyệt vời. Hiểu chưa nhóc con? Ta đang đói bụng đây. Sóc nâu, con ở đâu? Sóc nâu, sóc nâu ơi. Sóc nâu, con ở đâu? Mình ở đâu thế này? Mẹ, mẹ ơi. Thôi con ơi, hôm qua sóc nâu không về nhà. Mẹ cậu ấy đi tìm cả đêm, lại còn gặp mưa nên hôm nay bị cảm lạnh rồi. Chúng ta đến đó xem thế nào đi. Thế hả? Ừ, chúng ta đi thôi. Sóc nâu, con đâu rồi? Khổ thân mẹ sóc nâu quá. Bây giờ mình sẽ vào rừng tìm thuốc cho mẹ sóc. Còn mình sẽ đi tìm hạt dẻ và nước uống. Từ hôm qua chắc bác ấy chưa ăn gì rồi. Được được, vậy mình sẽ đi tìm sóc nâu. Bác cứ yên tâm nghỉ ngơi nha, chúng cháu sẽ đi tìm sóc nâu. Sóc nâu ơi, có phải tiếng sóc nâu không? Sóc nâu ơi, cậu ở đâu? Có phải cậu đó không? Sóc nâu, cậu đây rồi. Chúng mình đi tìm cậu mãi. Sao cậu lại ở đây? Mẹ cậu đang lo lắng cho cậu lắm đó. Ừ con, mình bị lạc đường. Mình sợ lắm, mình không biết đường về nhà. Thôi nào, để mình đưa cậu về nhà nha. Mẹ ơi, con đã đi đâu vậy? Con đã đi khắp khu rừng để khoe cái đuôi, nhưng chỉ toàn gặp phải thú dữ. Tí nữa con đã bị chúng bắt, may mà thoát kịp, nhưng con lại bị lạc đường. Con à, cái đuôi dù có đẹp thì cũng chưa hẳn là tuyệt vời. Chỉ vì nó mà suýt nữa con gặp nạn đấy, con có biết không? Chỉ có những người bạn tốt, khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ những người khác mới là những đứa trẻ tuyệt vời con à. Dạ, con hiểu rồi ạ. Cho mình chơi cùng các cậu nhé. Mình cũng muốn trở thành những người tuyệt vời như các cậu. Được chứ, chúng mình rất vui. Bữa trưa thức tỉnh. Đói quá. Đi đâu mà giờ này không về nấu cơm cơ chứ? Cô đi đâu về muộn thế hả? Định để chồng cô đó chết sao đấy? Anh nhìn mà không biết tôi đi cấy à? Cấy xong mới về được chứ. Tôi cũng đói rẹo cả người rồi đây này. Anh ở nhà chơi, sao không tự vào bếp nấu cơm đi? Tôi có ngồi chơi không đâu. Sáng giờ cũng bổ cả đống củi to thù lù kia kìa. Mệt bở hơi tai mà không được miếng cơm tử tế. Mau vào nấu cơm đi. Ui cha, trời ơi là trời, anh làm ăn thế này à? Sao không cất rìu đi mà bày bừa ra, làm tôi té trầy cả đầu gối rồi. Tại cô đi đứng không nhìn còn trách ai? Không hiểu sao tôi lại lấy một người hậu đậu như cô.
À, giờ anh lại chê tôi đấy Phỏng. Đã thế anh đi mà nấu cơm, tôi không hầu anh nữa đâu. Đã vậy, tôi đi ra ngoài tôi ăn, càng ngon. Hôm nào cũng có chuyện, nhà cửa cứ ổm tỏi cả lên. Mà có phải lỗi tại mình đâu. Lạ thật, nhà thì đông người, cơm canh thì đạm bạc. Họ có gì mà ngày nào cũng vui vẻ vậy? Chưa nghe họ to tiếng bao giờ, chẳng bù cho nhà mình. Hai, có hai vợ chồng trẻ mà ra đụng vào chạm, mặt nặng mày nhẹ, mà cũng chẳng có chuyện gì to tát. Hay họ có bí quyết gì? Ôi, xin lỗi cả nhà, con hậu đậu quá. Thôi, mình để đấy, lát tôi dọn dẹp cho. Tại tôi đóng cái tủ bếp hơi cao, làm mình vất vả rồi. Mai tôi sẽ hạ bớt nó xuống. Các con vào ăn cơm đi. Lỗi tại mẹ, sáng nay mẹ đặt cái chén ấy lên tủ bếp, chắc không đặt sâu vào bên trong nên đụng tay vào là rơi xuống. Cháu thấy không ai có lỗi, chỉ là bể cái chén, lát cháu quét hết đi là xong ấy mà. Cô Tích nói đúng quá. Một việc sai nhỏ nhặt như thế mà ai cũng nhận lỗi về mình, như vậy thì sao cãi nhau cho được. Ơ, anh Quang, anh đi đâu? Mời anh vào ăn cơm với nhà tôi. Vâng, cảm ơn anh, tôi ra ngoài ăn trưa anh ạ. Thế thì anh vào ăn với gia đình tôi luôn thể, hàng xóm có gì phải khách sáo. Đúng đấy, thêm bát thêm đũa thôi mà. Đói mềm cả người rồi, giờ này ra chắc cũng chẳng còn gì mà ăn. Thôi thì vào, nhân tiện xem họ có bí quyết gì không. Vâng, vậy cháu không khách sáo nữa. Anh Quang cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn anh. Ôi, món cá này ai làm ngon quá. Cá vừa thơm vừa béo. Cháu chưa bao giờ ăn món cá kho ngon như vậy. Là con dâu tôi kho đấy cậu ạ. À, con tôi làm gì cũng khéo léo, đảm đang lắm. Là con học cách kho của mẹ nên mới ngon được thế chứ. Với lại, con cá hôm nay nhà con mua vừa tươi vừa béo, công đầu phải dành cho nhà con. Không không, tôi nào biết gì chuyện bếp núc mà tranh công. Thôi, cả nhà ăn cơm, chả mấy khi nhà có khách, cứ khen qua khen lại, cậu ấy lại cười chê. Ấy chết, sao lại cười chê được ạ? Thực ra chính cháu mới cảm thấy hổ thẹn lắm. Nhà cháu có mỗi hai vợ chồng, nhưng chẳng mấy khi có được bữa cơm đầm ấm, ngon lành. Trong khi nhà bác đây, chung sống cả ba thế hệ, nhưng luôn chan hòa hạnh phúc. Hôm nay, cháu đã hiểu được bí quyết rất đơn giản của sự bình yên, hạnh phúc ấy. Toàn chuyện nhỏ nhặt trong nhà, sao gọi là bí quyết gì được? Những chuyện nhỏ nhặt ấy mà ít người làm được bác ạ. Để phân biệt người nọ với người kia, mỗi chúng ta đều có hai cái túi. Một cái đựng khuyết điểm của người khác, một cái đựng khuyết điểm của mình. Ai cũng đặt cái túi khuyết điểm của người khác ra đằng trước, còn để cái túi khuyết điểm của mình sau lưng. Nên ai cũng chỉ thấy lỗi lầm của người khác. Nhưng ở nhà bác lại không thế. Mỗi khi có sai sót gì, dù là việc nhỏ, mọi người cũng tranh nhau nhận lỗi về mình. Khi có việc tốt đẹp lại nhường công lao cho người khác. Nếu con người ai cũng đối đãi với nhau được như vậy thì ai cũng an vui, hạnh phúc. Vợ chồng cháu sẽ phải bảo nhau mà học cách cư xử của nhà bác. Cậu Quang nói phải, cậu thật tinh ý. Ai ai cũng coi đó là chuyện nhỏ, nhưng thực tế nó giải quyết được rất nhiều chuyện lớn đó. Diệu kế của chàng trai thông minh. Chúng em chào cô ạ. Cả lớp ngồi xuống. Cô kiểm tra bài cũ nhé. Chết rồi, tao chưa học bài. Tao cũng vậy, cô gọi trúng tên là chết ạ. Mời em Nguyễn Đức Sơn lên bảng. Dạ, em ạ. Ừ, mời em lên bảng. Ôi dạ, đau bụng quá. Em làm sao thế? Ôi, bụng của em đau quá. Cậu không sao chứ? Em có đau lắm không? Có cần vào viện không? Cô ơi, chắc bệnh đau dạ dày của bạn Sơn tái phát rồi. Để em đưa bạn ấy về nhà. Dạ, đúng rồi ạ. Cô cho bạn Hùng đưa em về ạ. Hùng đưa bạn về được không?
hay để cô đưa về? Dạ được cô ạ. À, nhà bạn ấy xa lắm, cô đưa về thì mất cả buổi. Nhà em lại gần nhà bạn ấy, để em đưa bạn về, cô cứ yên tâm đi ạ. À, đưa bạn về cẩn thận nha Hùng. Thằng này thế mà khá, tình huống bất ngờ thế mà vẫn phối hợp quá chuẩn. Dạ còn sớm, đi làm vài trận không? Ok luôn, sao gì? Dạ chào chị, đây có phải là nhà của cháu Sơn không ạ? À, tôi là cô giáo của cháu Sơn. Ừ, chào cô giáo, mời cô vào nhà chơi. Cháu Sơn đã khỏe chưa chị? Ở lớp cháu Sơn có chuyện gì à? Cháu đã đi học về đâu cô? Sao cơ, cháu Sơn vẫn chưa về ạ? À, không biết hai đứa nhỏ có chuyện gì không nữa. Lẽ ra mình nên đưa Sơn về. Hôm nay vui quá, ngày mai lại thế nha. Thì ra là hai đứa nó. Ờ, cô, chúng em chào cô. Hai em giỏi thật, dám lừa cô và các bạn để trốn học đi chơi. Các em về viết ngay bản kiểm điểm và xin chữ ký phụ huynh ngày mai nộp cho cô. Hôm nay cô tiếp tục kiểm tra bài cũ nhé. Ôi da, đau bụng quá. Cậu làm sao thế? Lại định diễn tiếp hả? Tớ đau thật mà. Thưa cô, bạn Sơn bị đau bụng ạ. À, các em lại định giở trò gì nữa đây? Lần trước đã thế, lần này lại vậy à? Đau, đau quá. Cô ơi, bạn ấy đau thật đấy ạ. À, thôi, đừng làm trò nữa. Các em lại muốn trốn học, trốn kiểm tra bài cũ chứ gì. Tôi không tin đâu. Cô ơi, bạn ấy đau thật đấy ạ. À, cô mau cho bạn ấy lên phòng y tế đi ạ. À, Sơn ơi, cậu làm sao thế? Sơn, Sơn à. Cô, em tỉnh rồi hả? Sao em lại nằm đây ạ? À, đây là phòng y tế. Em bị đau dạ dày, rồi còn tụt huyết áp nên bị ngất trên lớp. Cô đưa em xuống đây nè. Em không sao là tốt rồi. Cô xin lỗi nha. Cô đã không tin em đau bụng thật nên đã bỏ mặc em đến tận lúc em ngất đi. May mà đưa vào viện kịp, chứ không thì... Em đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Ba mẹ em đang trên đường đến đây đó. Không, cô không có lỗi gì cả. Là do em đã nói dối trước nên cô mới không tin. Em xin lỗi cô. Em biết lỗi là tốt rồi. Em đã thấy tác hại của việc nói dối chưa? Một lần bất tín là vạn lần bất tin. Em không muốn người khác mất lòng tin về em chứ. Em hiểu rồi ạ. À, lần sau em sẽ không nói dối thế nữa đâu ạ. À, hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.